Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại với kênh YouTube của anh nhà bán xe. Và như thường lệ thì video của mình sẽ thường xuyên được cập nhật vào mỗi khung giờ 7h30 nhé, hàng ngày, để giúp cho những em nào chúng ta ở xa, chúng ta không có điều kiện để chúng ta ghé tận nơi công ty Toyota Cảng để chúng ta xem những chiếc xe cũ được. Thì mình cũng hy vọng là thông qua những clip ngắn này thì anh em chúng ta có thể ở nhà nhé, chúng ta hình dung và chúng ta thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất về những cái dòng xe cũ bên mình. Còn về chất lượng nhé, thì những anh em nào chúng ta đã mua xe của mình rất là nhiều năm rồi thì cũng không còn xa lạ quá nhiều, bởi vì những cái chất lượng xe mình nữa. Hôm nay nhé, đó là một mẫu Camry 2.0e được sản xuất năm 2017. Và thời điểm 2017 thì chúng ta biết rằng là Camry chúng ta gồm có 3 phiên bản được phân phối ở trường Việt Nam. Đó là Camry 2.0e, bản G và bản 2.5Q. Tất cả đều được lắp ráp ở trong nước nhé. Và sang đến thời điểm 2019 thì Camry chúng ta đã được nhập khẩu trực tiếp từ trường nước ngoài, đó là Indo. Và sau khi mẫu Camry ra mắt thì cũng rất là nhiều anh em đi hỏi lại nhìn mình những cái mẫu Camry này, bởi vì thông thường thì những cái mẫu xe mới được ra mắt thì khách hàng lại quay trở lại hỏi mình những mẫu xe cũ nhiều hơn. Có lẽ mà anh em chúng ta đã hoài niệm, mà chúng ta luôn luôn nhớ về những cái gì đó đã qua, thì một số anh em chúng ta lại ưa thích cái mẫu này và hỏi mình. Nhưng mà đối với bản thân mình và đối với đại lý mình thì để thu được những mẫu xe, đặc biệt là Camry mà còn chất lượng tốt thì rất là hiếm nhé. Đa phần những mẫu xe nào chúng ta bị cấn đụng nhẹ hoặc là số mét quá nhiều thì bên mình cũng không có thu hồi những chiếc xe này nữa, kể cả khách hàng có đổi xe chăng nữa. Bởi vì chất lượng để đạt được với những mẫu xe Camry này nó khác hẳn hoàn toàn với những mẫu kinh doanh như là Innova, Vios hoặc là Fortuner. Thì mẫu Camry này là đặc biệt dành cho anh em mà chúng là rất là khó tính, nên là chất lượng bên mình thu về thì cũng là đều rất là đẹp nhé. Thì chiếc xe này mang biển số ở tỉnh thì cũng rất là thuận lợi cho những anh em nào chúng ta ở tỉnh chúng ta mua những cái dòng xe này, thì chi phí nó sẽ tiết kiệm hơn được số tiền cũng vài chục triệu so với những mẫu xe chúng ta mua ở biển số thành phố. Xe được thu về trong buổi sáng ngày hôm nay nhé, còn khá đẹp. Và đối với Camry thì màu đen vẫn luôn là màu được chúng ta lựa chọn nhiều nhất so với những màu khác, đó là màu bạc, màu vàng cát. Một chiếc xe chạy khá ít nhé. Đây, sang thế hệ này chúng ta đã được sử dụng động cơ khá hiện đại, đó là Dual VTi, và đi kèm với nó là hộp số tự động 6 cấp. Tình trạng vỏ nhé, xe chúng ta mới chạy được có 28.000 thôi. Và bên mình thì cũng không có chú trọng quá nhiều về những cái vấn đề như là vỏ, chủ yếu là lịch sử bảo dưỡng này, bảo hành của khách hàng thôi. Còn những cái bên ngoài như là vỏ thì mình có thể chi phí để mình thay. Cái nội thất đây nhá, xe được anh em chúng ta đang chuẩn bị làm đẹp thì dự kiến khoảng độ 2 ngày nữa thôi thì bên mình có thể chào bán chiếc xe này. Anh em coi nhanh chúng ta km nhé. 28.273 km. Với những khách hàng mà mua xe cũ thì cái việc đầu tiên chúng ta quan tâm đó là biển số, số km. Và bên mình cũng thể cam kết cho anh em nhé cái số km này bằng cách là chúng ta có thể lấy biển số này chúng ta đi check toàn bộ hệ thống Toyota thì chúng ta có thể biết được chính xác cái số km là bao nhiêu. Một số phụ kiện đi kèm nhé, dán phim, DVD, camera xe, lót sàn nhé. Và DVD này là cũng được khách hàng gắn thêm nhé. Còn zin đối với bản E chúng ta thì chúng ta vẫn sử dụng đầu CD. Và tổng quan một điều rằng là so với thế hệ của 2019 và 2.5Q thì chúng ta chỉ có thay đổi về phía hình dạng thôi, còn tất cả những cái tính năng như động cơ, hộp số, kích thước, chiều rộng, chiều cao, khoảng sáng gầm xe chúng ta đều không có sự thay đổi quá nhiều. Và nhá, thời điểm 2017 thì mẫu xe này chúng ta có giá niêm yết đó là 981 triệu. Và sau khi cộng tất cả các chi phí thì một chiếc Camry chúng ta có mức giá đó là hơn 1 tỷ nhé, 1 tỷ 100 triệu cho mẫu Camry này. Và chiếc xe này thì đang được bên mình chào bán mức giá chỉ 840 triệu thôi nhá, cho một mẫu Camry, mình nhắc lại đó là 2017 và mang biển số ở tỉnh bản 20E. Thì anh em nào chúng ta chưa đủ điều kiện và kinh phí để mua chiếc xe này thì bên mình hoàn toàn có thể hỗ trợ thông qua hình thức trả góp thông qua ngân hàng tài chính của Toyota Việt Nam với mức lãi suất khá thấp nhé, chỉ 0.6% trong một tháng thôi. Vâng, do thời gian không có nhiều thì mình chỉ đi sơ lược một vài thông tin về chiếc xe này. Thì anh em nào chúng ta quan tâm nhé, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là gọi điện cho mình theo số điện thoại đó là 0938 8386 để được mình tư vấn rõ hơn về thông tin xe nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những YouTube lần sau.